Rồi. Tranh ai quân tình bao ngày trai theo duyên mới. Rồi. Thôi tình gian dở từ đây. Nhớ anh mà duyên khó thành. Rồi. Em tiếc ai công rồi. Để nha, bây giờ anh biểu diễn chú xem này. Anh chỉ là một lần duy nhất để chú xem này. Hello, chào các bạn. Xin ngó chào là các bạn hiểu tới một chuyện nữa không? Bữa đó mới là màn khởi động nhẹ nhẹ thôi là ngó ha. Nhảy bừng 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 lên rồi. Trời ơi, ông chết rồi. Ai? Ai? Đâu? Giỡn mặt tôi ra đây bà. Ao. Đâu có đường nào mà bắt được em hóc gơ của sừng gó cái nhảy không? Chứ già té nách ha, mình dây ha, trời ơi dây giống như gì luộc cái đó, luộc từ trên như cái luộc tốt luôn không có dính gì. Tại hóc gơ mà nó hơi bị mỏng, chắc là nhỏ chắc là đẻ chắc mắc kẹt vô heo gì vậy quá mỏng. Nhưng mà đẹp lắm như cái nhà dáng. Mê người không, cái nhà thấy nhìn không? Ô mới gạch tay nhè thôi là hiếu ấy chở tay không kịp luôn. Nhà thấy hot girl trên đó không? Tướng cao dong dỏng không? Trời dài tên nách. Trời ơi, nhìn một cái phát là Hiếu chảy chì liền đây. Hiếu ngố lùng hơn. Thôi đám lùng hơn này. Hot girl mà cao hơn mình thì làm sao mà Hiếu ngố cao hơn được đúng không cả nhà? Nhìn cái dáng ha, từ trên giặt xuống dưới không dính nào trơn á. Tại vì dáng ép. Được cái dáng cao thôi, nhưng mà cao là ăn tiền rồi. Còn mấy đầu kia từ từ mình bơm vô mình đi đập đi chơi lại sao đúng không? Cái gì vậy bà nội? Còn Hiếu ấy khẩu cảnh luôn không? Chê mình không ai khương nha, ngố không ai khương. Đó, cái này cho em ha. Mới vừa chở dạo qua dạo lại thôi vô vậy đông đông. Trời ơi, ông chở nhó nào? Nhó nào? Chuyện dài ha, xe của tôi ha. Quên mình góp chưa góp chồng nữa mà vậy. Tức quá, trời đất luôn, tức xịt khói luôn hổi luôn. Cũng đâu làm được gì đâu ha cả nhà. Tại vì mình chơi được, mình phải chon là mình chơi tới nó ngố. Thấy là tức nhưng mà không có làm được chuyện khó này ấy không này nữa. Mai quyết định rồi, bữa nay mình rủ Hiếu ấy đi bắt cá làm giá cho mình là mình dẫn em hot girl của chuyện khó đi luôn, khỏi gọi của Hiếu ngố luôn nha cả nhà. Để coi Hiếu ngố phản ứng như nào nha, để coi bữa nay chắc hết chảnh nói rồi. Bữa nay vô mà gặp hot girl mình vô là lép dế liền làm hẹn rồi. Chắc nên chúc vô tới thế nào cũng làm bèm cho cả nhà xem nha. A few moments later. Mới có vô mà lâu dữ. Chắc nằm dứt con dắt luôn quá. Gì nữa? Trời em lâu cũng chết. Ngồi đi. Vô ta hẹn sớm giờ mà giờ này mới vô trời. Làm hoàng ngủ quên luôn. Hẹn cái gì mà hẹn, cũng không đi luôn á. Làm gì không đi? Đi đâu giờ? Đi đâu? Nè, điều cá. Mà nó cạn rồi, điều cá. Ông chủ không cơ, không đi hát đi. Ây ơi. Trời trời. Chối lèo, giờ con nào con chở đó là con nào, con nọ nào chở không? Nhỏ em họ, nó về Sài Gòn rồi. Em đi em hò lắm à, tối ngày tự em hò à. Vậy chứ bộ, nó hả? Hết em bà con, rồi tới em họ, em hàng xóm. Rồi hôm qua mới qua anh, qua anh, qua anh thành em họ hay vậy? Giữa mặt tôi phải không? Thì là em họ chứ không phan, nhưng mà nó, thì nó cũng hâm hộ mình cũng là phan vậy. Quăng cầu quá Vô ông Vũ tôi thì sao? Vũ không gơ, ông đi bắt đi. Ao.
nay cũng đi với ta, đầu đi với ta, nhưng mà tại vì đặt xe rồi giờ nên đâu có về được, lịch nó công việc. Việc công việc thì biết tiểu thư đại cát rồi, làm gì biết bắt cá, trời ơi đâu phải như tôi đâu. Tôi rồi có bắt cá mà. Nói rồi, giống mắm rồi cá. Giống mắm rồi. Wow, ngủ đâu không? Thiệt chứ đồ hao cái gì? Vậy không ngủ không đi? Bộ là tướng, nhìn biết là tiểu thư rồi, có mông là bị dẻo. Bắt bớ gì? Vô cá chạy chân. Nhìn mặt bắt hình dông. Xấu người ta thôi, có người ta đây. Trời ơi, tôi nói thiệt cho tôi không nói xấu ai giờ nó thẳng quá. Dạ, hôm qua cháu liều lẻo. Bữa nay cái bữa trước á thì em họ phan xong rồi tới em họ pha giờ xong rồi tới cái phan, trời 100 phan luôn rồi. Dạ, nó buồn ngủ luôn. Trời ơi, đừng nói tối đi chơi với nó, giờ này mới lấy nha. Ao. Tối đi chơi đó dạ. Ao. Trời đồng trời. Tối đi chát đêm nha. Ôi trời, thôi dữ lắm rồi nha. Thôi mà cá đi em ơi. Không đi vậy ha. Đâu hả? Vũ, cho nó Vũ đi, tôi không đi. Thôi, ghét tôi tính không vô rồi đó. Đi với em. Nhưng mà đi vô phải nói chuyện rõ vòng để không chối, không chối. Đi có cá với em chứ dễ gì, có em nữa. Thôi ông nội ơi, ông khoái chân dài rồi, thôi đi ra đi. Dài. Em nghe cũng dài vậy. Ôi tôi dài mà đâu bằng nó đâu. Đi, bắt cá đi. Tối ngày cười hót ơn. Giờ đầu em mới hót. Ông chê tôi già phải không? Bà có duyên rồi, bà đẹp nữa. Sao giờ đây bà còn ở giá vậy bà? Ai nói ông tôi ở giá? Tại vì tôi còn nhỏ cho nên chưa muốn lấy chồng nữa cha. Mời nè. Dữ vậy sao? Mời nè. Chê tôi giờ giá này kia ới tùm lum trơn. Làm quê trơn. Chọc chọc em chơi thôi chứ anh rồi dám chơi em hả? Em mà xuống giấc chơi em. Rồi. Đã đến lúc nói lên câu giã từ, đừng tình yêu hai lối đi. Vậy là không chịu đi, vô rủ em đi quay clip bắt cá nên không chịu về rồi chạy xuống luôn chứ gì. Khoái dân Sài Gòn mà nghe nói tới bắt cá khoái lắm, thích nữa. Ông khoái chứ ai khoái. Sao mà đó được. Trời em khoái, em khoái, trời em khoái bắt cá mà ba chị mới chạy vô đó. Trời trời, kìa. Nhìn tướng mà biết không có cá rồi. Trời cho biết là đúng nước nè. Thiệt không, lần nay mình cho chỗ tài thử coi sao chứ làm sao không biết bắt cá được. Ao. Bây giờ vui ố, tôi nhìn anh lòng đâu xôn xa. Trời ơi, mấy người đừng có làm trước mặt tôi nha. Máu ra. Không phải tại vì em nó lại rất là cái, nó không ấy mình, nó không bỏ mắc cỡ. Em vô bắt này gì nhà em ngô kể hay hay thôi đi đi nãy em hứa rồi đi không. Hồi nãy tôi tưởng ông ai rồi, bây giờ có gái thì không để cho gái đi. Thôi đi chứ rồi gái. Trời ơi, quen gái từ tùm lum trơn, giờ giết dữ lắm rồi ha. Ông ngon rồi, con này ông ngon rồi. Ngon gì trời, người ta lạ thế nào, người ta xin nghe em nói rồi, người ta sợ, người ta ngồi. Thôi à, anh đi ha. Cái, mà em đi không? Cái nắng mà làm gì nãy giờ là làm gì vậy? Nhà cứng đâu hả? Sài Gòn. Sài Gòn gì? Sao không để không đợi em trả lời, làm gì không trả lời? Mắc cỡ. Em đâu hả? Em mắc cỡ. Trả lời. Thì không hỏi gì không trả lời chứ chạy. Là nó đã mắc cỡ rồi mà. Thôi đừng rung. Làm gì mình thích cực không hả? Em ở đâu hả em gái?
Tại người ta ở Sài Gòn. Tại sao không làm gì, không để tôi nói chuyện làm gì á? Không làm không, sao không cá ai đâu mà sợ. Không sợ, đó, ta thấy em, ta sợ, nhìn tướng em là thấy hết hồn rồi. Ê, ông đừng có chơi tôi nha, không phải muốn hiểu không? Này mà không, muốn mảnh với ổng. Muốn mảnh với ổng. Nhanh. Thôi, bắt cá đi em ơi. Chứ bình. Đấy nha, bây giờ anh đều cho chú xem này. Anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem nè. Đẳng cấp quanh nhau à. Quái nha. Quái trời nào ấy. Cái gì vậy bà nội? Bang, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mà không ăn vô gì. Nào đâu, nhớ em với Sài Gòn. Nó mới dậy tới hai lại. Trời ơi, mày hả? Trời ơi, là trời quỷ vô mày. Mày mày cho qua. Đi đâu đâu. Mày ha, ha, mày chứ, người ngố ha. Trời ơi, trời. Hóc chơi, ta nhiều mà quá chơi hả dẹo. Dẹo quá chơi, nhiều mà chơi. Nó qua mai mày hả dẹo. Đúng rồi. Ai chị má. Em thấy chừng nó dài ghê không? Không phải hay ngoài luôn. Chừng chừng nó dài quá đâu. Em đâu biết đâu, anh kêu em làm cái gì. Qua qua nay hai thằng là tao thì ra. Ủa cái gì vậy? Rồi, xong rồi. Ôi trời. Chạy đi. Chạy đi.